bạn ấy mốc rồi. Đúng để lâu quá mốc thật luôn rồi. Bây giờ mình sẽ đi căng một quả lưới thật bất ngờ cho anh em nhá. Chị căng cho em 50 cân cái. 50 cân cơ. Vâng, phải thế mới ánh được chị ạ. Đố cả nhà biết tớ căng vợt kiểu này là để làm gì? Lưới xanh, lưới hồng xịn luôn. Quả này mà tập điểm ngọt thì đúng là hết nước chấm. Anh em đợi video trải nghiệm nhá.